Dẫu cho Premier League thường được truyền thông Anh cao tụng là giải đấu khắc nghiệt và hấp dẫn bậc nhất thế giới, thì việc đầu tư tiền của vào các câu lạc bộ tại xứ sương mù dường như là không phải là một sự lựa chọn an toàn, khi mà cuộc chạm trán giữa Chelsea và Manchester City ở trận chung kết Champions League vừa qua cũng chính là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có mức lỗ trước thuế cao nhất là sự Premier League, khi Chelsea thua lỗ 765 triệu bảng, còn với Man City là lỗ 761 triệu bảng. Dù gì thì câu lạc bộ mà chúng tôi ủng hộ cũng đã chinh phục được các danh hiệu cao quý, thôi thì cũng đáng. Nhưng cổ động viên tự nhủ khi nhìn vào bức ảnh và những chiếc cúp bóng nhoáng đã được trưng bày trong phòng truyền thống. Nhưng thật ra, những con số ấy hoàn toàn có thể để lại những hậu quả khôn lường đối với tương lai của một câu lạc bộ nói riêng và cả một giải đấu nói chung. Theo nguyên tắc của bộ luật công bằng tài chính FFP từ UEFA, khoản lỗ trước thuế của các đội bóng không được phép vượt quá 15 triệu bảng trong vòng 3 mùa liên tiếp, không tính đến một số chi phí như tiền đầu tư vào công tác đào tạo trẻ, đội nữ, sửa chữa, nâng cấp sân vận động. Ngoài ra, những người sở hữu đội bóng cũng chỉ được phép bơm tối đa 90 triệu bảng trong vòng 3 năm liên tiếp. Nếu vi phạm các điều khoản trên, họ sẽ phải đối mặt với những án phạt hành chính hoặc nặng hơn là bị cấm tham dự các giải đấu được tổ chức bởi UEFA. FFP được ban hành nhằm mục đích hạn chế hành vi lạm dụng financial doping hay dùng tiền để mua danh hiệu. Tuy vậy, bộ luật này vẫn còn tồn tại những lỗ hổng không hề nhỏ khi việc đánh giá tình trạng tài chính của một câu lạc bộ thường được thực hiện vào lúc mà mùa giải đã khép lại một thời gian, thời điểm mà cúp vô địch được trao, chủ nhân của những tấm vé tham dự Champions League cũng được xác định và những cái tên lên xuống hàng cũng đã đều được định đoạt. Khi đó, những án phạt hành chính cũng chẳng còn đủ sức răn đe hay trừng trị như đội bóng lắm tiền nhiều của. Trước tình thế đó, ban tổ chức La Liga đã tìm ra cách để khắc phục những khuyết điểm của FFP bằng cách đặt ra mức lương trần cho từng đội bóng trước thềm mỗi mùa giải. Về cơ bản, các quy tắc giới hạn mức lương của những câu lạc bộ La Liga có rất nhiều điểm tương đồng với luật công bằng tài chính của UEFA, nhưng lại được thi hành nghiêm ngặt và kiểm soát gắt gao hơn. Ban tổ chức La Liga sẽ điều tra một cách cụ thể, toàn diện về tình hình tài chính của từng đội, xem xét kỹ lưỡng từng con số liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và các khoản lỗ, chi phí gián tiếp, những khoản tiết kiệm như bản hợp đồng với các cầu thủ, những khoản đầu tư lẫn tiến độ trả nợ. Từ đó, họ sẽ tính toán và đưa ra mức lương giới hạn cho từng đội bóng. Còn mọi câu lạc bộ thì phải tìm cách để giữ cho quỹ lương của mình không được vượt quá con số nêu trên. Sự ra đi của Messi chính là một minh chứng rõ ràng về hiệu quả của nó. Khi huyền thoại người Argentina đã phải nói lời tạm biệt với Barcelona chỉ vì sự yếu kém trong khâu quản lý tài chính như thời cựu chủ tịch Bartomeu. Ngay cả khi không tính lương của Messi, quỹ lương của câu lạc bộ vẫn bằng 95% doanh thu, trong khi theo quy định là Barcelona không được vượt quá 70%. Bởi vậy, mọi chuyện đã chấm dứt. Chủ tịch Juan Laporta chưa chắc chia sẻ. Đó là cái giá mà gã khổng lồ xứ Catalonia phải trả cho những nước đi thiếu sáng suốt trên bàn đàm phán và thiếu hiệu quả trong công tác chuyển nhượng. Dù có là một trong những thế lực hùng mạnh ở Tây Ban Nha, thì họ cũng không được ban tổ chức La Liga chăm trước, cho phép ném tiền qua cửa sổ để tiếp tục chinh phục các danh hiệu. Còn với những đội bóng đã thi đấu ở Premier League, giải đấu chịu chi nhất nhì châu Âu thì sao? Liệu có bất kỳ điều luật nào đã giảm thiểu các trường hợp đổi tiền mua cúp hay không? Câu trả lời là không. Kể cả sau khi những lỗ hổng của FFP bị các đại gia như Man City, Chelsea khai thác triệt để, thì ban tổ chức Premier League vẫn không hề nghĩ đến chuyện đưa ra những quy định chặt chẽ hơn để kiểm soát cấu trúc tài chính của các đội bóng. Theo ý kiến cá nhân của họ, thì việc thiết lập mức lương trần sẽ kìm hãm sự phát triển và sự hấp dẫn của đội bóng, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ những siêu sao, ảnh hưởng đến thành tích của đấu trường cấp châu lục. Do đó, mức chênh lệch về quỹ lương giữa các câu lạc bộ Premier League là rất lớn. Trong mùa giải 2019-2020, Man City là đội có quỹ lương cao nhất với 351 triệu bảng, trong khi Norwich là câu lạc bộ có quỹ lương thấp nhất với 89 triệu bảng. So với mặt bằng chung, tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù là 161 triệu bảng, thì quỹ lương của Man City tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Vì vậy, Man City hay trước đây là Chelsea thường xuyên bị các cổ động viên Anh lên án là đội bóng dùng tiền để mua danh hiệu. Đầu năm 2020, đội chủ sân Etihad đã bị UEFA cấm tham dự cúp châu Âu trong vòng 2 năm và nộp phạt 30 triệu euro do vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính. Án phạt nặng này đã làm dấy lên không ít ý kiến trái chiều từ dư luận, khi họ chưa bao giờ thấy UEFA mạnh tay đến thế ở các trường hợp vi phạm trước đây. Trong phút chốc, Man City bỗng trở thành miếng mồi ngon để các câu lạc bộ trong và ngoài nước sâu xé. Vì dù họ có vô địch Premier League hay Champions League đi chăng nữa,
thì họ vẫn sẽ không có vé tham dự mùa sau. Và cũng không có gì đảm bảo là những nhân tố chủ chốt như Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva sẽ chấp nhận ngôi nhà xem Champions League trong hai mùa giải kế tiếp. Nhưng đó là những gì xảy ra trong trường hợp Man City thua kiện. Thực tế là cho thấy sự tự tin của giám đốc điều hành, ông Ferran Soriano, trong quá trình kháng cáo là hoàn toàn có cơ sở. Phía đại diện và các luật sư của Man City không ngại ngần tuyên bố nắm trong tay những bằng chứng cũng như sổ sách cũng như các loại thư từ chứng minh cho sự trong sạch của câu lạc bộ và khẳng định cáo buộc của UEFA bắt nguồn từ mối tư thù cá nhân. Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2020, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo cho án phạt cấm thi đấu Champions League của Man City. Hầu hết các cáo buộc đưa ra bởi Ủy ban Tài chính của Cơ quan Kiểm soát Tài chính các câu lạc bộ UEFA là không đủ hợp lệ để thành lập tội danh hoặc hết thời hiệu truy cứu. Vậy nên, án cấm thi đấu đối với Man City tại các giải đấu của UEFA tổ chức là không đúng. Sau 5 tháng thấp thỏm chờ đợi, Man City đã kháng án thành công và sẽ không phải vắng mặt ở đấu trường Champions League mùa giải 2020-2021. Bên cạnh đó, CAS cũng hạ mức tiền phạt Man City từ 30 triệu euro xuống còn 10 triệu euro. Thắng lợi của Man City cũng chính là một cú tát vào bộ mặt của UEFA, khiến mức độ uy tín của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu bị giảm sút nghiêm trọng. PSG, AC Milan, Man City đều là những câu lạc bộ từng vi phạm FFP. Nhưng PSG và Man City chỉ bị phạt tiền, mà tiền là thứ mà những câu lạc bộ này không thiếu. AC Milan còn có nước đi táo bạo hơn khi họ thoải mái mua sắm sau án phạt cấm dự Europa League 2019-2020 theo phong cách phóng lao thì phải theo lao. Luật công bằng tài chính được đặt ra để thu hẹp đi khoảng cách giữa giàu và nghèo, nhưng rốt cuộc thì các ông lớn với tiềm lực tài chính vững mạnh, mối quan hệ rộng rãi lẫn quyền lực ngầm và cứ thoải mái lách luật và vung tay quá tráng, trong khi những đội bóng nhỏ lại càng phải dè chừng trong những hoạt động mua bán chi tiêu. Điển hình như Galatasaray 2015-2016 hay Porto 2017-2018 là những câu lạc bộ phải chịu khốn khổ vì trót vi phạm FFP. Tình trạng tương tự cũng sẽ diễn ra tại Premier League nếu họ quyết định thiết lập một mức lương trần như La Liga, khi mà các câu lạc bộ Tây Ban Nha không được phép chi quá 70% doanh thu để chi trả lương cầu thủ. Đối chiếu sang nước Anh thì đa số những cái tên sẽ phải lãnh đòn đều là những đội bóng tầm trung như Everton, Leicester City, Bournemouth, Southampton, Crystal Palace, West Ham, Brighton vì tỷ lệ quý lương và doanh thu của họ đã vượt quá 70%. Đó là chưa kể tới việc những ba hợp đồng chuyển nhượng đắt đỏ cũng là một yếu tố được dùng trong việc tính toán mức lương trần. Nên nếu áp dụng thiết quân luật này, các đội bóng trên sẽ không thể nào đầu tư nâng cấp đội hình để cạnh tranh với những ông lớn. Còn các đại gia cũng khó lòng bảo trì như hiện tại để mang về những tân binh đắt giá, một đòn chí mạng vào giá trị thương hiệu và sự hấp dẫn của Premier League. Vậy thì đâu mới là giải pháp phù hợp để vừa hạn chế tầm ảnh hưởng của kim tiền, lại vừa bảo toàn được sức hút của giải đấu mà không gây khó dễ cho các đội bóng? Ngay mà Premier League thiết lập mức lương trần hẳn vẫn còn rất xa.